Tôi sẽ nói đến cái chương 5. Tôi nói cái mối vấn đề mấu chốt của chương 5. Chương 5. Chương 5 cũng đi xác định giá cả và sản lượng tối ưu trong một loại thị trường khác. Ta gọi là thị trường độc quyền hoàn toàn. Độc quyền hoàn toàn. Thì so với thị trường độc cạnh tranh hoàn toàn á, thị trường độc quyền hoàn toàn, ngay từ tên gọi của nó thì các chị cũng biết rồi đúng không? Độc quyền. Đây độc quyền là độc quyền bán. Độc quyền bán. Chúng ta khái niệm độc quyền như thế này. Chỉ có một người bán thôi. Một thái cực ngược lại với thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Nếu thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường có rất nhiều người bán và mỗi người bán chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong toàn bộ thị trường, hành vi một người không ảnh hưởng đến tổng số, thì cái thái cực thứ hai này là một thái cực ngược lại đứng về phía người bán, là chỉ có một người bán thôi. Ta gọi nó là độc quyền. Thì trong thị trường mà độc quyền như vậy, với những cái đặc tính như vậy, người bán là người định giá sự gia nhập của các nhà sản xuất khác bị ngăn chặn vân vân, thì để tối đa hóa lợi nhuận thì nhà độc quyền phải, nhà sản xuất người ta phải xác định giá bán và số lượng bán theo nguyên tắc nào để tối đa hóa lợi nhuận. Thì cái cách phân tích nó cũng giống giống như là trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Tôi chỉ nói những cái sự khác biệt mà thôi. Khác biệt giữa thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền. Khác biệt thứ nhất là tính chất giữa mối quan hệ giữa sản lượng và số lượng bán của một doanh nghiệp. Nếu trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì giá cả và sản lượng là số lượng bán của một doanh nghiệp là độc lập với nhau, thì trong trường hợp này giá cả và số lượng bán của một doanh nghiệp độc quyền là nghịch biến với nhau. Các chị hình dung như thế này. Sản phẩm đang được bán với giá là P2. Tôi nói là P2. Người ta bán được là Q2 sản phẩm. Q2 sản phẩm. Bây giờ nhà sản xuất người ta tăng giá lên là P1. Tăng giá lên P1. Người ta còn mua không? Còn đúng không? Còn mua. Bởi vì thị trường này có một mình một chợ thôi. Anh tăng giá lên người ta cũng phải mua nữa. Nhưng mà cái số lượng hàng hóa anh bán được, tức là số lượng hàng hóa người mua, người ta mua sẽ giảm xuống. Đồng ý không? Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì khác. Do có rất nhiều người bán với cái hàng hóa giống nhau, cho nên là khi anh tăng giá bán lên một chút, không ai mua hàng của anh hết, người ta chuyển sang cái người kế bên người ta mua. Nhưng mà trong điều kiện độc quyền một mình một chợ, cho nên anh tăng giá lên người ta cũng phải mua nữa, nhưng mà người ta mua với số lượng ít hơn so với trước. Giá điện tăng lên chẳng hạn. Điện là trong hợp độc quyền đúng không? Giá điện tăng lên, người ta cũng phải mua điện. Người ta cũng phải xài điện, nhưng mà người ta tiết kiệm hơn một chút. Đồng ý chưa? Thì đường cầu của thị trường đối với doanh nghiệp là một đường dốc xuống dưới về bên phải. Nó không phải là đường. Không phải là đường thẳng. Dốc xuống dưới về bên phải. Cái khác biệt thứ hai là tổng doanh thu. Tổng doanh thu của doanh nghiệp độc quyền không phải là một đường thẳng, mà là một đường cong, một đường parabol như thế này. Lý do tôi có cái bảng số liệu như thế này, các chị nhìn vào bảng số liệu này. Mối quan hệ giữa giá cả, số lượng bán, tổng doanh thu và doanh thu biên. Ở đây chúng ta cho một cách đơn giản là doanh nghiệp tăng cái số lượng bán lên thì giá cả giảm xuống. Mối quan hệ giữa giá cả và số lượng bán của doanh nghiệp độc quyền nó nghịch biến với nhau. Thực sự trong thực tế thì người ta tăng đến mức hàng ngàn hoặc hàng triệu đơn vị thì nó mới đủ sức làm thay đổi giá. Nhưng mà ở đây để đơn giản chúng ta cho là mỗi mức tăng lên của số lượng bán làm giá cả giảm xuống tương ứng như thế này. Các anh chị tính tổng doanh thu bằng cách là lấy giá nhân số lượng bán thì chúng ta có đường tổng doanh thu như thế này. Cái số liệu tổng doanh thu như thế này, nó không phải tăng lên với mức tăng không đổi, nó không phải là đường thẳng,
mà tổng doanh thu sẽ có dạng là tăng dần, đạt cực đại đâu đó, sau đó nó không đổi hoặc là nó giảm dần. Cái dạng của nó là dạng đường, cái đường parabol, đường parabol chứ không phải là đường thẳng. Nó có điểm cực đại của nó. Đó là cái đặc điểm thứ nhất về mặt tổng doanh thu trong cái điều kiện thị trường độc quyền. Bây giờ tính doanh thu biên. Doanh thu biên do tăng giá làm thay đổi tổng doanh thu, cho nên do tăng số lượng bán làm giảm giá, cho nên là doanh thu biên nó cũng không phải là không đổi, mà nó sẽ thay đổi, nó sẽ giảm dần. Chúng ta biết doanh thu biên là cái công thức chúng ta biết rồi đúng không? Mức thay đổi tổng doanh thu chia cho số lượng bán. Thì qua bên này chúng ta thấy là để tính được doanh thu biên, chúng ta có cái cột doanh thu biên cuối cùng này. Làm sao tính? Tăng số lượng bán từ 0 lên 1. Mức tăng tổng doanh thu là từ 0 lên 10. Doanh thu biên sản phẩm thứ nhất là 10. Tăng số lượng bán từ 1 lên 2. Mức tăng tổng doanh thu là 18. Mức tăng tổng doanh thu là 8. Tổng doanh thu tăng từ 10 lên 18 này. Mức tăng là 8. Và nó 8 là doanh thu biên của sản phẩm thứ 2. Tăng số lượng bán lên một đơn vị nữa, bán thêm sản phẩm thứ ba, tổng doanh thu tăng lên là từ 18 lên 24, mức tăng của nó là 6. Cách tính doanh thu biên thì nó không có khó, đúng không? Nhưng mà các anh chị nhìn vào cái cột giá và cột doanh thu biên này, các anh chị nó không thấy là không giống nhau, trừ cái mức sản lượng đầu tiên này, trừ ở số lượng bán đầu tiên này, còn ở số lượng bán khác, giá cả lớn hơn doanh thu biên, doanh thu biên nhỏ hơn giá. Đây là đặc điểm của thị trường cạnh tranh, thị trường độc quyền hoàn toàn. Khi bán 3 sản phẩm chẳng hạn, khi bán 3 sản phẩm thì giá của nó là 8, nhưng mà số tiền thu thêm được của sản phẩm thứ 3 chỉ có 6 mà thôi. Doanh thu biên nhỏ hơn giá. Doanh thu biên nhỏ hơn giá. Tại sao như vậy? Có thể giải thích được một cách dễ dàng. Chúng ta có một cái công thức khác để tính doanh thu biên. Doanh thu biên bằng giá trừ đi cho sự giảm giá hay là mức giảm giá của các sản phẩm khác hay là các sản phẩm trước thì đúng hơn. Chúng ta có một công thức khác để tính cái doanh thu biên. Doanh thu biên bằng giá trừ cho mức giảm giá của các sản phẩm trước. Thì các chị hiểu cái sự giảm giá của các sản phẩm trước là như thế nào? Tôi quay lại cái bảng số liệu này. Người ta bán cái sản phẩm thứ nhất thì doanh thu biên của nó bằng giá của nó. Trừ đi sự giảm giá các sản phẩm trước, trước đó không có sản phẩm nào hết. Thì doanh thu biên là 10 bằng với giá là 10. Không có vấn đề gì hết. Bây giờ tính doanh thu biên sản phẩm thứ hai. Khi anh bán hai sản phẩm thì cả hai sản phẩm anh đều phải bán với mức giá là 9. Đồng ý không? Có nghĩa là sản phẩm thứ nhất anh phải giảm giá xuống là một đơn vị tiền. Không phải là anh bán hai sản phẩm thì sản phẩm thứ nhất anh bán giá là 10, sản phẩm thứ hai bán giá là 9, không phải vậy. Bán hai sản phẩm thì cả hai sản phẩm đều phải bán với mức giá là 9. Thì số tiền thu thêm được khi bán thêm sản phẩm thứ hai nó bằng giá của nó trừ đi cho sự giảm giá của sản phẩm thứ nhất là thay vì bán giá là 10, bây giờ bán với mức giá là 9, giảm mới đi một đơn vị tiền. Thì doanh thu biên của sản phẩm thứ hai doanh thu biên của sản phẩm thứ hai, tôi đặt R2 bằng giá của nó là bao nhiêu, là 9, trừ cho sự giảm giá của sản phẩm trước là 1. Sản phẩm thứ nhất đáng lẽ bán giá là 10, bây giờ bán thêm sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ nhất đó phải bán giá là 9. Đây là sự giảm giá của sản phẩm thứ nhất thì bằng 8. Doanh thu biên của sản phẩm thứ hai chỉ có 8 mà thôi, mặc dù giá của nó là
doanh thu biên sản phẩm thứ hai này chỉ có 8 mà thôi, mặc dù giá của nó là chính, bởi vì chúng ta phải trừ đi cái phần giảm giá của sản phẩm thứ nhất. Bây giờ bán thêm sản phẩm thứ ba, bán thêm sản phẩm thứ ba, anh bán 3 sản phẩm thì cả 3 sản phẩm anh đều phải bán với mức giá là 8. Có nghĩa là phải giảm giá 2 sản phẩm trước. Mỗi sản phẩm là giảm giá 1 đơn vị tiền. Nếu bán 2 sản phẩm thì 2 sản phẩm đó anh bán giá là 9. Bây giờ bán 3 sản phẩm thì 2 sản phẩm trước anh cũng phải bán với giá là 8. Thì doanh thu biên của sản phẩm thứ ba sẽ bằng giá của nó là 8 trừ đi cho sự giảm giá của 2 sản phẩm trước, mỗi sản phẩm là 1 đơn vị tiền mà trừ cho 2 thì nó còn là 6 mà thôi. Thì tôi ghi lại doanh thu biên của sản phẩm thứ ba nó bằng giá của nó là 8 trừ đi cho sự giảm giá của 2 sản phẩm trước, mỗi sản phẩm giảm là 1 đơn vị tiền là 2, thì ra là 6 mà thôi. Thì thực sự đối với sản phẩm thứ ba giá của nó là 8 nhưng mà thu thêm được chỉ có 6 mà thôi, doanh thu biên nhỏ hơn giá. Một cái đến trường hợp sản phẩm thứ tư, sản phẩm thứ tư giá của nó là 7 nhưng mà để bán giá sản phẩm thứ tư thì 3 sản phẩm trước cũng đều phải bán với giá là 7, mỗi sản phẩm giảm 1 đơn vị tiền, thì doanh thu biên sản phẩm thứ tư nó sẽ bằng giá của nó là 7 trừ đi sự cho sự giảm giá của 3 sản phẩm trước, mỗi sản phẩm giảm 1 đơn vị tiền là trừ cho 3, 7 trừ cho 3 nó còn là 4. Doanh thu biên của sản phẩm thứ tư nó bằng 7 là giá của nó trừ đi cho sự giảm giá của 3 sản phẩm trước, mỗi sản phẩm giảm 1 đơn vị tiền nó còn là 4 mà thôi. Bán với giá là 7 nhưng mà thực sự thu thêm chỉ có 4 đơn vị tiền mà thôi. Thì đó là giải thích tại sao doanh thu biên nhỏ hơn giá. Thì chúng ta có cái mối quan hệ giữa giá cả, tổng doanh thu và doanh thu biên như thế này trong điều kiện độc quyền. Và cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nghĩ là quan trọng nhất, các anh chị cần phải nắm đây. Mình cho cái hàm số cầu của thị trường đối với xí nghiệp độc quyền là D chẳng hạn, có dạng như thế này, dốc xuống dưới thì bên phải dạng đường thẳng. Chúng ta tính được tổng doanh thu bằng cách nào? Cái đường cầu này các vị nhân hai vế cho quy, nhân hai vế này cho quy thì ra cái này, lấy hai quy thì ở đây là bên dưới trái này là p nhân quy chính là tổng doanh thu, thì bên đây chúng ta nhân cho quy nữa thì nó thành từ a quy bình thường cộng cho b quy, được đúng không? Đây là hàm tổng doanh thu, và hàm tổng doanh thu đó cái dạng này là dạng đường, cái đường parabol mà chúng ta thấy hồi nãy á, nó tăng dần đạt cực đại sau đó giảm dần. Có cái hàm số cầu tính được tổng doanh thu, đồng ý không? Có được tổng doanh thu thì các anh chị sẽ tính được doanh thu biên bằng cách là lấy đo hàm của hàm tổng doanh thu này thì ra là doanh thu biên, được không? Bây giờ các anh chị so sánh giữa đường doanh thu biên này và cái hàm số cầu, các anh chị sẽ thấy là nó chênh lệch nhau bằng một cái, nó là đường thẳng và nó chênh lệch nhau bằng một cái hệ số gốc. Hệ số gốc của đường doanh thu biên gấp đôi hệ số gốc của đường cầu. Có đường cầu, các anh chị nhân đôi hệ số gốc nó lên thì sẽ ra đường doanh thu biên. Đồng ý không? Nếu các anh chị nào không nhớ thì các anh chị cứ có đường cầu này, các anh chị tính tổng doanh thu, sau đó lấy đạo hàm của tổng doanh thu thì sẽ ra là doanh thu biên thôi, được không? Hàm doanh thu biên sẽ có độ dốc gấp đôi độ dốc của đường cầu. Bây giờ hàm tổng doanh thu nó sẽ đạt cực đại khi nào mà đạo hàm của nó bằng không. Đạo hàm của hàm tổng doanh thu chính là doanh thu biên á, bằng không. Thì nếu mà biểu thị lên cùng một đồ thị thì đường cầu và đường doanh thu biên chúng ta sẽ có dạng thế này. Nếu đường cầu và đường là đường thẳng
thì đường doanh thu biên cũng là đường thẳng có cái tung độ trùng với đường cầu và có độ dốc gấp đôi độ dốc của đường cầu. Cái chỗ này là điểm giữa của đoạn ô với lại chỗ này, gốc tọa độ ô và chỗ này, đây là cái điểm giữa. Các anh chị lấy cái cùng tung độ gốc kẻ một cái đường tới điểm giữa này thì nó sẽ ra là đường doanh thu biên. Doanh thu biên thì tới đây chúng ta đã có đủ căn cứ để đi xác định cái mức sản lượng và giá bán tối ưu. Và trước đó tôi có một cái ví dụ cho các anh chị như thế này. Giả sử mình có cái đường cầu có dạng như thế này, trừ 5Q cộng cho 1.000. Các anh chị tính được cái hàm tổng doanh thu bằng cách là nhân hai vế này cho Q. V nhân Q sẽ ra tổng doanh thu, nhân cho Q bên này sẽ ra là trừ 0.5Q bình phương cộng cho 1.000Q. Lấy đạo hàm của nó sẽ ra là doanh thu biên. Lấy đạo hàm của cái hàm tổng doanh thu này thì nó ra là trừ Q cộng cho 1.000. Thì các anh chị so sánh giữa cái hàm doanh thu biên và hàm số cầu, độ dốc, bây giờ độ dốc của đường doanh thu biên là 1, là trừ 1. Độ dốc của đường cầu là trừ 0.5. Ở đây độ dốc nó gấp đôi độ dốc của đường cầu. Đồng ý không? Cái mức sản lượng tối đa quá doanh thu. Doanh thu tối đa khi đạo hàm của hàm tổng doanh thu bằng 0. Tức là doanh thu biên bằng 0. Cho MR bằng 0 này thì Q nó sẽ bằng 1.000. 1.000 đó là mức sản lượng tối đa quá doanh thu của xí nghiệp độc quyền. Đồng ý không? Thì từ đây chúng ta đã có căn cứ để đi xác định xí nghiệp phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm bán với giá nào để tối đa hóa lợi nhuận. Chúng ta cũng phân tích bằng hai hướng. Phân tích bằng các đường tổng số và phân tích bằng các đường đơn vị. Tôi trình bày các chị phân tích bằng các đường tổng số thôi. Ở đây các anh chị thấy là so với thị trường cạnh tranh hoàn toàn, phân tích cái hành vi tối đa hóa lợi nhuận của xí nghiệp nó chỉ khác thị trường cạnh tranh hoàn toàn ở chỗ là cái đường tổng doanh thu này. Thay vì thị trường cạnh tranh hoàn toàn tổng doanh thu là một đường thẳng thì đây là một đường cong. Vậy thôi chứ không có gì hết. Sự khác biệt của hai thị trường này chẳng qua là sự khác biệt về cái đường tổng doanh thu mà thôi. Đồng ý không? Các vị tổng doanh thu thì ở những mức sản lượng từ 0 đến Q1 xí nghiệp sẽ bị lỗ bởi vì tổng chi phí lớn hơn tổng doanh thu. Bị lỗ dưới này, lợi nhuận lại số âm. Tại mức sản lượng Q1 tổng doanh thu bằng tổng chi phí, lợi nhuận bằng 0. Điểm hòa vốn. Từ Q1 đến Q2 tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí, lợi nhuận là con số dương. Nhưng mà nó sẽ có một điểm nào đó, một bước chặng lượng nào đó mà trên lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí là lớn nhất, lợi nhuận cực đại, là mức chặng lượng quy sau này. Xí nghiệp sẽ sản xuất ở mức chặng lượng quy sau này có lợi nhuận cực đại. Quy sau này thỏa mãn điều kiện nào? Điều kiện này, cái cách phân tích này giống như y như là trước đây khi mà phân tích trong cái thị trường cạnh tranh hoàn toàn, nó đưa đến kết quả này. Để tối đa hóa lợi nhuận, xí nghiệp phải sản xuất ở mức sản lượng thỏa mãn điều kiện là doanh thu biên bằng chi phí biên, nhưng mà không bằng giá. Các chị lưu ý chỗ này nhé. Ở đây có một cái điều mà các anh chị cần phải nắm như thế này. Ở tất cả các loại thị trường mà chúng ta nghiên cứu trong ngôn kinh tế vi mô này, để tối đa hóa lợi nhuận thì xí nghiệp phải sản xuất với số lượng sản phẩm thỏa mãn điều kiện là MC bằng ML. Đây là điều kiện chung cho bất kỳ thị trường nào. Chi phí biên bằng doanh thu biên. Nhưng mà riêng thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì nó có đặc điểm là doanh thu biên bằng giá. Cho nên là chúng ta thêm một cái nữa là chi phí biên bằng doanh thu biên bằng giá. Chỉ riêng thị trường cạnh tranh hoàn toàn mà thôi. Tất nhiên thị trường cạnh tranh hoàn toàn nó cũng phải thỏa mãn điều kiện này, chi phí biên bằng doanh thu biên. Nhưng mà nó có riêng thêm một cái nữa là bằng giá. Còn ở tất cả các thị trường khác thì điều kiện tối đa hóa lợi nhuận là
doanh thu biên bằng chi phí biên. Thì các anh chị lưu ý cho tôi một điều là đây là điểm mấu chốt trong thị trường độc quyền hoàn toàn này. Để tối đa hóa lợi nhuận, xí nghiệp phải sản xuất và bán với số lượng sản phẩm và mức giá thỏa mãn điều kiện doanh thu biên bằng chi phí biên. Chấm hết. Đây là điều kiện mấu chốt nhất. Đồng ý không?